Hello, xin kính chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Độc Lạ Sầm Sơn. Hôm nay anh em chúng tôi đây sẽ đi săn bắt hải sản nước thủy triều lại ấy. Thì anh em tập trung là đi săn bắt. Của anh em chúng tôi mang theo là chỉ một khẩu súng thần công tự chế và một xô sách để phục vụ bắt hải sản ngày hôm nay. Bà con cùng theo chân anh em hôm nay đi bắt nào. Hiện nay là nói chung là thời tiết này là mọi người thấy thời tiết nó hơi âm u, sóng biển thì nó nước biển xuống thì một bên là nó nước cực kỳ đỏ đấy, còn bên ngoài cái là xanh cả. Ngoài anh em nước khi là thủy triều nó xuống nó giạt ra cái bãi cát nó nổi lên đấy, nó có những cái gồ cát đấy, có sẽ có nhiều hải sản hiện lên trên bãi cát thì anh em đi bắt nha mọi người, theo chân anh em đi bắt hải sản cho mọi người. Ok đây bà con, đấy lại tiếp tục rồi. Út trà này chụp phi trâu to lắm bà con ạ. Đây này, ú toàn phi to thôi. Đây mọi người này, đây là bắt được 5-6 con rồi mà chưa kịp quay đấy mọi người. Đây này, đấy này toàn to không được, còn to lắm. Đây được 7 con, 2, 4, 6, 8 con rồi mà chưa kịp quay. Bây giờ là đây là bà con ở dân đây là này là nước xuống này, trên cái khu trên đây này người ta đi bắt đồng như kiến luôn. Nhưng mà cái đoạn này là anh em muốn bắt tránh ra để tránh né né ra thôi. Chứ còn người Sầm Sơn mà không biết đến đi bắt con này là không ăn thua rồi. Đấy, nói tay. Thấy không? Đấy. Quá đẹp. Đấy, bắt bằng tay không, không bằng ống hút. Đấy, anh trai anh đang bắt đấy. Không bắt giặc đấy. Nước tay không bắt giặc đây đúng không anh? Ở đấy, ố, đây à, to chưa? Phải to đấy, ok. Đây đâu này? Sâu. Mày chờ cả tháng nước xuống đấy mọi người, vì có phi đấy mọi người. Đây này, nhưng mà đợt này là phi cực kỳ to nha, nay vừa gió mùa vừa đấy phi to lắm. Con nào cũng đây này, trâu nó đen xì luôn mọi người. Đây này, đấy tí nữa nước mà được sụt luôn, bắt ba con tay đấy, quá đã. Đấy, nóng quá rồi mặc áo ấm vào, nóng rồi bây giờ đi cởi áo thôi. Đấy, bà con đây đang bắt cực kỳ đông. Bắt được chưa? Đây có con nữa này. Đây có một lỗ này, từ. Đây. Từ từ nào, đừng có quay vào cái chỗ cái máy nào. Đây một con này đấy. Thả dưới đi đó, cơ lên đây. Rồi. Đấy. Con này nhất ok. Hai con. Cháu đừng có đụng vào. Đây dây cái này. Đây không này. Đây này, ok. Đây nữa này. Đây lên này. Nó xong rồi. Dưới đi. Cái lối này đây này. Lối này là dày đấy. Đây. Đây. Đấy. Có. Đây à? Có. Phải không? Ở đây đúng rồi đây. Cái này ngay đây luôn này, đây. Giống như lỗ sâu à? Đây có phải hay không? Sâu. Wow.
có không? Có. À, à được đấy. Khi đây có một trăm trăm này. Đây 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 này, ngay đây đây. Con chóc mới bắt là đứt đầu chú. Đây đây đây. Đây nhiêu không? À, đây. Có sẽ mất một con này. Cá đâu luôn. Cá. Cá. Nha, đâu nè. Cá. Đấy. Sâu. Đấy. Sâu. Mở gió nè. Đấy, cẩn thận. Đấy, rồi. To nha. To nha. Sâu ấy. Có không? Thấy không? À, to nha. Quá to. Này, trên này là mẹ như đang đi học phi này. Còn ở dưới biển này là có hai người đang lấy cái con sông biển này. Đê. Đây này, tôm này, tôm này. Đấy, ú, chẳng nó thụt kìa. Ôi, đừng nhắm nữa. Dỡ đi, dỡ đi, bỏ đây nào, quay đây nào. Không, đưa anh. Đây. Thấy không? Ngày tầm này là bắt chần chần đấy mọi người, chưa có đèn lỗ thì thấy nó kém đấy, trên là thấy cái lỗ sâu cũng giống như lỗ con này luôn đấy. Tối lại thì bà con chuẩn bị đi đi bắt lên rồi, cũng đông luôn, mọi người có cái đèn, cụ thì có một cái gậy thọc đấy, người thì bắt bằng tay không, người thì bắt bằng tay ông hút đấy. Có nhiều thì bắt nhiều, nhưng mà nay toàn phi to thôi, chắc là bắt mỗi tay đấy mọi người, này phi to rồi. Mà có đây nó có 3 ngón tay luôn. Đấy, à hồ bắt, đấy, sợi, đấy. To lắm. Này, biết có không? Cái đó là phi con. Đi nó trôi luôn cả. Con quá bà con ơi, đây là cái nào?
chắc là có đấy. Sau lúc này nó ít đấy mà. Xu nhỉ? Đang cắt chắc nhỉ? Bà có chạm nó không? Đáng viên. Nghe nè. Hẹn mất rồi. À, vẫn thi. Thấy được không? Mấy ít đâu? Đâu đâu? Bà ít. Con à? Bà ít. Này ít thêm rồi ạ. Này không phải là không có, này nó bị sao. Nhưng ngày này nước đẹp cực kỳ nhiều. Này nó cực kỳ đẹp luôn, đẹp nhất trong tháng luôn mà lại nước kiệt nhất không mà vẫn không thấy có đâu. Đây như anh chân không được đâu được rồi. Lao đi trả phải không? Phải không đại ca? Phải. Phải đâu? Bắt em đến. Đúng không? À con. Mãi được con. Má được con. Mỗi tay cũng được con. Này ít lắm nha. Này không có, này kiểu nước nó đục với con. Kìa. À, đấy, thọc mái cũng được con. Này, này nói chung là hơi kém một chút đấy bà con. Mà vẫn có, đây, toàn nhưng mà có con toàn con to thôi. Đây này. Đấy, con này nó to đúng như này. Đấy, sợ. Đấy, trốn đấy. Trốn đấy. Đấy, trốn nó chui xuống rất nhanh luôn. Mình đào mà không nhanh là nó chui luôn xuống nha mọi người. Đấy, nghe mọi người đâu. Chui xuống ngay, không chơi được. Đấy, đào lên. Đấy. Đá nhà nước đó. Đào. Đấy. Cho nó nạp đây cho nó thụt. Thụt nó rồi. Tính đòn rồi. Biết bị bắt rồi. Cậu biết cậu bị bắt rồi. Vào đây. Đấy. Mọi người thấy không, hôm nay toàn con khủng không thôi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 con rồi mọi người. 14 con to lắm. Và con to không được. Đấy, loại phi khủng không phải phi trâu đấy. Đất này nó cứng, đây à, tiếp tục luôn mọi người. Đấy. Đấy, đúng không? Lỗ hen thôi chứ. Hen. Có lỗ mà. Tôi thấy tút lên cái ống là lỗ là vỡ mất rồi nè. Vỡ nát tôm. Nó thở. Đấy, vỡ mất rồi mọi người này. Đấy, còn to lắm. Phí của trời này trông vẻ là nó ít phi hơn nên trên này anh Hùng anh này anh hút cũng thờ ơ lắm. Chờ mãi mới được con này anh thờ ơ lắm. Đây chỗ đây có một lỗ này nhưng mà nước nó vừa trụi lên đấy mọi người, bây giờ là đang để coi là nước nó xuống rồi. Vì nước nó phải xuống thì mới thấy rõ được. Mong nãy thấy lỗ đây này. Mà đúng lúc là nước nó lên đấy mọi người. Thì đây này, chắc chắn luôn là cái lỗ nằm lối đây. Đây này, lỗ đây này. Đây này, cái lỗ đây này. Đây một lỗ mà đây cũng lỗ không à. Đây cũng có một lỗ này.
cái lỗ chỗ đây đúng hơn này. Trong hai cái lỗ, lỗ đấy lỗ đây. Có không? Đây à? Đúng không? À đây đây. Đây rồi. Ôi trời, thổ nhanh. Đây. Ô, cái nhanh nhất phía to, vô nhanh không là sóng biển nó cướp mất. Tầng này là có khi là có rồi đấy mà. Là tầng này thì bắt đầu có rồi. Đã nói là theo cái con phi này nó ăn, nó ở, nó cũng khôn lắm đấy. Nó cứ theo cái nước của gì ấy, là có hôm thì nước cực đẹp, nhưng hôm nay nước xuống là cực đẹp nhất trong tháng này. Mà lại xuống bây giờ lại đang còn ít, nhưng mà chắc là tí nữa nó bị rộ, khoảng muộn hơn tí bây giờ là có thủy triều nó xuống ấy, nó theo cái sóng thứ gì ấy mà nó lên, có hôm thì nó lên dày đặc luôn, có lúc thì nó lại lên không thấy cái gì cả, tìm tối mắt anh không thấy một con luôn đấy. Mấy đâu mà mất à, cầm bấm rồi thế đại ca cũng được đi quay rồi đấy, nay ít phi nhưng mà nay ít phi đại ca Trần Thị Dần, à Trần Dân Dân, Trần Dần, đây là Trần Hùng, Văn Dần, à Văn Dần à, Văn Dần, Trần Văn Dần, à Trần Văn Dần, Cao Văn Dần, rồi ok, rồi đấy chị đây bắt được làm đơn gần xôi này, còn phi to không, nổ tí như, đấy mà con nhỏ chơi rất đẹp gái, ui giời xinh gái cười rất tươi đấy, đẹp nhỉ, bắt đừng cho, quá xinh, rồi. Okay. Được xô chưa chị? Bắt được lâu chưa? Bắt từ năm ngoái. Bắt từ năm ngoái à? Ô cha mẹ ơi. Hôm nay bà con đi bắt đông lắm, vui lắm. Đấy, chị đây này. Chị đây bắt hơi bị nhiều đấy. Đây, còn đây là anh Cao Văn Dần. Đấy, Cao Văn Dần. Đúng rồi. Cao Văn Dần, nhưng mà xô to này thì đáng lẽ là mang cái xô này đến dự trữ là không được. Trong bây giờ chuyển sang cái xô nhỏ là được nửa xô nhỏ rồi. Còn cái xô to này là chưa có con nào. Đấy. Hôm nay ít, hôm nay ít vì ở đây là có chị gái 18 này. U 18 này, chị gái đấy. Bắt hơi giỏi đấy. Đấy, đấy còn anh này rất đông đấy. Cô này là U80 này. U90 đi. Ôi, U80 vẫn đi đi bắt. Hôm nay là thì đông người đi bắt hết mọi người. Thì cô này. Cô thì cầm đấy, ta bằng tay không nha, không cầm bằng ống hút nha. Đây 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 này, ối giời ơi đấy. Bắt bằng tay không á. Mà bắt tay không thì đưa nói chung là cũng tùy theo từng người, có người bắt bằng tay không, người bắt bằng khẩu súng thần kỳ của anh Trần Hùng ấy. Đấy, là ống hút hút bắt lên ấy. Còn đa phần là bắt tay không rồi là cho ống hút. Ống hút là mang cái chất công nghệ hơn một chút. Đâu, trên bữa nay không được thì bà con đi bắt rất đông. Đây này này, lỗ đúng lỗ nó rồi. À lỗ con hen này chứ đúng không? Con sâu. Con sâu. Tức bị có nhân cơ.